Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.300 trẻ em mồ côi, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Với tấm lòng yêu thương và sẻ chia, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu hàng trăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc làm nhân văn này đã giúp các em có thêm điểm tựa vững chắc, vượt qua nghịch cảnh, cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Năm 2020, mẹ mất, bố bỏ đi. Hai anh em Y Ngương ở buôn E Chin, xã Chư Né, huyện Krông Búc được ông bà ngoại đón về nuôi. Dù đã 7 tuổi, nhưng Y Ngương Đi Ê bị suy dinh dưỡng nên sức khỏe yếu, thường xuyên phải chữa trị tại bệnh viện. Em gái Y Ngương Đi Ê là Hờ Chơm Đi Ê, vừa mới sinh ra đã bị bại não, không thể đi lại. Mọi sinh hoạt đều do một tay ông bà chăm lo. Do hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào 3 sào cà phê, nên mỗi khi hai cháu bị bệnh nặng phải nhập viện, ông bà ngoại Y Ngương phải vay mượn khắp nơi. Thấu hiểu những thiệt thòi của Y Ngương Đi Ê, năm 2021, Hội Phụ Nữ và Chi Bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Búc đã nhận làm mẹ đỡ đầu Y Ngương với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng trong vòng 5 năm. Từ khi con gái mất, tôi đưa hai cháu về nuôi. Hoàn cảnh gia đình tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Nay được đoàn thể công an huyện Krông Búc quan tâm, giúp đỡ, nhận đỡ đầu cháu Y Ngương, vợ chồng tôi có thêm điều kiện để chăm sóc cháu được tốt hơn. Hội phụ nữ cơ sở đã hỗ trợ từ năm 2021 đến giờ. Mỗi tháng là tụi em hỗ trợ là cũng 500 một tháng. Và các cái ngày ví dụ như ốm đau hoặc là cũng như cái ngày sinh nhật của bé hoặc là cái ngày đầu bé đi học cũng hỗ trợ sách vở, quần áo, giày dép và cũng hỗ trợ tiền cho bé mỗi lần bé ốm đau nữa. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10 năm 2021 với mong muốn san sẻ tình cảm ấm áp, mang yêu thương, niềm vui đến với các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 3 năm triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu, đến nay có 783 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu với tổng số tiền hỗ trợ trên 9,6 tỷ đồng. Cùng với việc hỗ trợ các con về vật chất, tinh thần, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn chú trọng với việc kết nối, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng các em mồ côi phù hợp với độ tuổi, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tâm lý, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em. Đối với địa bàn của huyện Krông Búc thì hiện nay có 45 trẻ em là mồ côi. Thì có trẻ em thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, có trẻ em thì mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Thì đến nay thì có 18 em đã được các tổ chức cũng như là cá nhân nhận mẹ đỡ đầu. Thì trong đó có 13 em là được sư cô Thích Nữ Vạn Triều đỡ đầu thì đã hết cái thời gian đỡ đầu, và một em được một cái doanh nghiệp ở trên tỉnh nhận đỡ đầu thì cũng hết cái thời gian đỡ đầu. Thì hiện tại là còn được có 4 em đang được các mẹ đỡ đầu vẫn đang tiếp tục là đỡ đầu hàng tháng, là hỗ trợ tùy theo cái mức hỗ trợ của từng cái tổ chức cá nhân. Để trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, nuôi dưỡng và chăm sóc tốt hơn, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nhận được sự sẻ chia của toàn xã hội, qua đó tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.